Xin chào tất cả mọi người. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gói học design trên phần mềm Photoshop. Cái cách mà mình design một tấm banner đơn giản và trong đó đặc biệt là có cái chữ trong suốt ha. Rồi, bắt đầu vào video mình hướng dẫn các bạn ha. Đầu tiên thì mình không chuẩn bị cái hình cho các bạn. Mình muốn tấm banner này nó dài hơn một xíu. Mình để chữ như thế này. Tạo giả một cái phông nền bên này. Rồi, okay. Sau đó các bạn giúp mình tạo một cái phông nền để chữ màu trắng ha. Bước tiếp theo thì mình sẽ viết chữ và mình đè lên cái mình này. Mình sẽ viết một đoạn test vô đây ha. Mà căn chỉnh sao cho nó phù hợp với bức hình ạ. Rồi sau khi các bạn tạo được cái bước chữ này rồi thì bước tiếp theo mình sẽ các bạn chọn cho mình cái này này. Rồi với một cái phần mình ha, các bạn chọn cho mình cái biểu tượng này. Các bạn chọn cho mình branding option. Sau khi nó hiện ra một cái bảng biểu này rồi thì các bạn chọn giúp mình cái chỗ mà lock count này, các bạn chọn deep và sau đó các bạn kéo cái fill opacity này xuống đó, các bạn kéo này, còn những chữ này đó, chữ này bắt đầu mình thoát này đó. Vậy là mình đã thiết kế xong một cái banner cực kỳ đơn giản cho mùa hai bạn học sinh, cho hai bạn sinh viên mới tốt nghiệp này ha. Rồi các bạn có thể áp dụng cái mình vừa chỉ các bạn để các bạn thiết kế một cái banner cực kỳ đơn giản ha. Rồi, chúc các bạn thành công. Nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và một subscribe để mình tiếp tục ra video hay cho mọi người xem nhé.